Chào cô chú anh chị em và các bạn. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để sang 4 cây mãng cầu ra 4 cái chậu riêng các bạn. Tại vì hồi năm rồi Quỳnh Mai đã trồng nó vào chung một chậu. Bây giờ nó đã lớn rồi thì phải sang ra. Thì cây mãng cầu này là cây mãng cầu mễ. Mùa đông năm rồi cho nó trú đông ở trong gara thì nó bị rụng hết lá. Bây giờ tới mùa xuân thì nó mọc lá ra nè, các bạn nhìn thấy đó, mỗi nấc lá có một cái lá mọc ra. Thì bây giờ mình sang chậu để cho nó lớn nha các bạn. Thì cái gốc của nó các bạn nhìn thấy nó cũng cỡ bằng ngón tay út của mình. Thì mình sẽ trồng ra 4 cái chậu riêng như thế này để cho nó lớn. Rồi khi nào nó lớn rồi thì mình sẽ kiếm cây nhánh, cây mãng cầu do Thái hoặc là mãng cầu Úc để tháp vào các bạn. Thì ở tiểu bang lạnh của mình ít người trồng cây mãng cầu này lắm, tại vì nó không có chịu được lạnh nên nó chết. Còn mình trồng là mình thí nghiệm thôi các bạn. Thì nghe nói rằng mãng cầu mễ nó chịu được nhiệt độ lạnh nên mình trồng thử. Và khi nào tới mùa đông mình sẽ đem vào trong gara. Thì mùa đông năm rồi mình nhận thấy là nó chịu được cái nhiệt độ ở trong gara nên nó không có chết. Và mùa xuân nó lên được lá như thế này đó các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với các bạn cách sang chậu làm sao cho cây mãng cầu nó không có chết. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ dùng cái đất potting mix này để trồng nó. Tại vì cây mãng cầu này nó còn nhỏ nên nó cần cái đất tốt, xốp như thế này để nó mọc rễ ra cho dễ dàng các bạn. Chừng nào nó lớn rồi thì mình sẽ cho trộn những loại phân khác vào. Bây giờ thì Quỳnh Mai dùng cái phân này để cho nó mọc rễ cho dễ các bạn. Tại vì nó còn nhỏ và nó yếu. Thì các bạn nhìn thấy là những cái gốc cây mãng cầu mễ của mình nó cũng cỡ bằng ngón tay út. Hai cây ngón tay út và hai cây kia thì nhỏ hơn chút xíu. Bây giờ thì rễ rồi để tháp, với lại cái size của nó không có đủ để mình tháp nhánh vào, nó nhỏ nên mình trồng nó vô chậu luôn các bạn. Rồi sang năm mình sẽ xin những cái nhánh mãng cầu do Thái hoặc mãng cầu Úc từ bên Cali. Người Anh mình sẽ gửi overnight về cho mình để mình tháp vào trong những cây mãng cầu này của mình. Thì bây giờ Quỳnh Mai sẽ sang chậu và chia sẻ với các bạn cái cách làm sao cho khi mà mình sang chậu đó, cái cây nó không có bị chết nha các bạn. Thì cũng như lệ thường, Quỳnh Mai trước khi mà đổ phân đất vào trong cái chậu có nhiều lỗ thì Quỳnh Mai luôn là lót ở phía dưới một lớp rơm để khi tưới thì đất nó không có bị lọt ra ngoài các bạn. Đó, 4 chậu này mình đều lót rơm ở dưới đáy hết. Rồi bây giờ mình sẽ đổ phân potting mix của Miracle-Gro vào nha các bạn. Quỳnh Mai đã tách 4 cây mãng cầu ra khỏi cái chậu rồi nè các bạn. Đó, mình tưới nước vô trong cái chậu rồi mình nghiêng nó xuống, mình đè hai bên thành chậu thì cái cục đất ở phía trong chậu nó rời ra, rồi mình tách ra rất là dễ, còn nguyên rễ luôn. Các bạn nhìn thấy cây mãng cầu còn nguyên rễ luôn, không có bị đứt cái rễ nào hết. Đất nó mềm, nó rã ra nên không có bị đứt rễ. Nên khi mình trồng nó không có bị chết các bạn.
Bây giờ mình mai sẽ bỏ nó vào trong cái chậu nè. Mình đã bỏ đất potting mix vào xong rồi. Rồi mình khoét cái lỗ chính giữa và mình sẽ lắp đất lại. Đó. Mình để cho nó đứng ở trong cái lỗ rồi mình sẽ lắp đất lại. Cho nó đứng chính giữa. Khi mà các bạn lắp đất xong cho nó qua, nó gần lên trên tới cái miệng chậu thì mình dùng cái cây bay đó mình nén nó xuống để cho cái gốc nó không có bị lung lơ các bạn. Mình đè hai bên nó xuống vậy để cho nó không có bị lung lơ. Đó, Quỳnh Mai đã đè nó xuống rồi. Trên nó giữ cái góc chặt, khi mà gió thổi nó không có đẩy qua đẩy lại các bạn. Rồi Quỳnh Mai sẽ phủ lên một lớp rơm để cho nó giữ ẩm cái gốc. Và Quỳnh Mai sẽ dùng một cái cây để kế bên cái gốc cây mãng cầu, rồi mình cột cây mãng cầu vào đây đó các bạn, thì trời gió nó không có làm cho cái cây mãng cầu lung lơ rồi động gốc, rồi nó sẽ không có ra rễ mới các bạn. Quỳnh Mai đã sang được 4 cây mãng cầu mễ rồi nè các bạn. Đó. Mình cho vào trong chậu rồi bỏ potting mix vào để trồng nó. Và mỗi cây Quỳnh Mai đều cắm một cái cây khác để cột lại cho gió nó không có lung lơ cây, làm động gốc thì cái rễ của nó không có ra được các bạn. Đó. Thì các bạn nhìn thấy 4 cây mãng cầu mễ của Quỳnh Mai, cái gốc của nó thì cỡ bằng ngón tay út, được 2 cây, còn 2 cây kia thì còn nhỏ hơn. Nên bây giờ Quỳnh Mai trồng nó vào trong 4 cái chậu này để cho nó lớn lên. Và bây giờ Quỳnh Mai xin chia sẻ là sau khi trồng xong vào trong chậu thì Quỳnh Mai dùng cái cây thuốc này, đó, Super Grill, dùng để cho giúp cho cái rễ của nó được mạnh. Thì Quỳnh Mai đã pha vào một trong cái ca nước rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình sẽ tưới nó vào trong gốc nó thiệt là đậm để có cái chất giữ cho cái rễ của nó, giúp cho cái rễ của nó mạnh lên các bạn. Thay vì các bạn tưới nước thuốc B1 thì bây giờ Quỳnh Mai dùng cái thuốc Super Real giữ rễ, giúp cho rễ nó mạnh lên, không có bị chết các bạn. Đây, Quỳnh Mai sẽ tưới vào cái nước mà đã pha thuốc rồi các bạn. Thì cái công thức đó người ta để ở trong cái chai
teaspoon là bao nhiêu nước thì mình coi trong đó mình pha để tưới vào trong cái cây của mình để giúp cho cái rễ cây khỏe mạnh thì cái cây nó sống các bạn. Là cái cây thuốc này đó, ở trong tiệm lô hay Walmart đều có bán hết các bạn. Vậy thì hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để sang bốn cây mãng cầu ra bốn cái chậu riêng, tại vì hôm trước Quỳnh Mai đã gieo hạt nó vào chung một cái chậu hồi năm rồi, và năm nay nó đã lớn lên, mình cho nó trú đông ở trong gara nó vẫn còn sống, nên mình mới trồng bốn cây ra bốn chậu để mai mốt mình sẽ tháp mãng cầu do Thái với lại mãng cầu Úc vào đây các bạn. Nhất là mãng cầu do Thái thì nghe người ta nói rằng rất là ngon, nên Quỳnh Mai cũng muốn tháp vào, và có người Anh ở sống ở bên Cali hứa sẽ cho mình những cái nhánh để tháp vào, nhưng mà chắc mùa xuân năm sau, tại vì năm nay bốn cái cây này của mình nhỏ quá nên không có thể tháp được các bạn. Anh mình nói là tháp vào cái cây mãng cầu mễ thì cây mãng cầu mễ phải có cái gốc lớn cỡ ngón tay trỏ mới tháp được các bạn, tại vì những cái nhánh mình sinh nó cũng lớn cỡ ngón tay trỏ thì mình sẽ tháp vào cái gốc cây mãng cầu mễ cũng phải lớn cỡ ngón tay trỏ mới tháp được, nên năm nay mình bị trễ rồi, nên mình trồng bốn cây mãng cầu mễ này vào trong bốn cái chậu này để nuôi nó lớn lên để sang năm mình hy vọng rằng mình có thể tháp được. Và thí nghiệm coi tiểu bang lạnh có thể trồng được cây mãng cầu không các bạn. Thì mình thấy mình đem vô gara nó vẫn còn sống, hôm nay mình đem ra thì nó đã mọc lá rồi nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy mỗi cái mắt của nó đều có một cái lá lên đây, các bạn nhìn xem đó, nó mọc mỗi cái mắt một cái lá ra, nên là mình biết rằng ở xứ tiểu bang lạnh mình có thể trồng được, đem vô gara rồi mùa xuân đem ra các bạn. Thì mình thí nghiệm trồng mãng cầu mễ, rồi mai mốt mình sẽ tháp mãng cầu do Thái vào trong bốn cái chậu này. Ngoài ra mình còn gieo mấy chục hạt mãng cầu mễ luôn các bạn. Thì cái đó là niềm đam mê của mình về trồng trọt, nên mình cứ việc gieo rồi mình trồng ra các bạn. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Mình mai chúc các bạn vui khỏe, bình an, hạnh phúc. Ủng hộ Mai đăng ký chia sẻ để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt. Hẹn với các bạn video kỳ sau.